lên. Nơi có cá. Và mình sẽ đi vô thử coi nó sẽ có gì nữa cho các bạn xem nhé. Chip. Còn đây là em đuối. Nhưng tên thật vậy không phải là như thế. Con này loài cá gì đấy? Chắc những thứ tặng cho. Cái đuôi đâu? Quá trời heo. Tôi giữ con kia. To cỡ này hả? Có mấy con to thì đấy. Có ai tin nữa. Đây to nhất. Đây là mẹ con hả? Hay là loài khác nhau vậy? Mẹ con. Minh Thành. Con đoán đi. Mẹ con hay là loài khác nhau? Trả lời vậy. Đi coi con khác đi. Coi nhìn sao. Con đó sao? Nhìn dữ coi. Hai con này khác nhau. Đang ăn gì vậy con? Ơi, con cái này có độc không đó? Ừ? Mấy cái này có độc không ơi? Phải rồi hả? Đúng. Đi coi con khác. Ơi, có phải con khác nhau nè? Rồi đi qua dỡ cái bạn đi coi cái mập đi. Ai nuôi những con kia dài thế? Wow. Rồi đi. Đi coi cá mập. Đi coi cá mập. Nếu các bạn làm cái này các bạn sẽ không thấy đâu. Các bạn hãy nhìn kỹ. Có một con to tổng nữa. Ghê thật. Cá mập là thở bằng gì con? Thở bằng mây. Và cái loài khác vậy, trừ cá heo và các loài cá to nhất thế giới. Và cá cà thải, cá voi và cá voi xanh. Cá cà thải là loài có cái gọi mồm ta mồm mấy ta mấy con cái mập gì con? Này ăn cái gì con? Không phải đầu búa, con cái mập bình thường thôi. Tới đây con, dưới đây con nữa. Hoặc có thể là nó biến mất rồi. Đâu? Đâu không thấy. À, đây thấy không? Ở đâu? Có mập đầu búa không? Không có đầu búa. Ấy trời, cái mập xám không à? Mập về lại. Cái mập xám đúng nè. Wow. Ngồi xuống. Ngồi xác ở đấy. Ngồi xuống. Đây là tuyên truyền gì á? Tôi nhìn thấy nha. Đây là tuyên truyền gì á? À. Em không hiểu rồi. Quen lại lại bảo về đâu rồi? Không được chạy đấy. Con này chết nó nè. Đúng rồi. Đúng con này trong họ lùa hết đấy. Đang gì con? Mà các bạn chưa biết vì sao cái mỏ nó giống mỏ con chim ấy. Đã tiến hóa của đó để thích nghi hoặc có thể là những điều khác ấy. Wow, con này con gì ấy? Sao nó to ấy? Mình rùa mà mình thấy nó to nha. Đất trước tối đa 1,8 mét độc điểm.
Con phóng điện được không con? Con này con giống gì được không? Giống con không? Gì con? Thank you.